Xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị lại đến với kênh Nhà đất Đắk Song của em nhé. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé các bác. Mảnh đất của mình thì có tổng diện tích là 4 hectare nhé. 4 hectare. Trên đất của mình thì có một căn nhà quay hướng đông nam nhé các bác. Và trên đất của mình thì có 2.000 trụ tiêu. 2.000 trụ tiêu và đông đặc nhé các bác. Và chủ nhà trồng sen ít mắc ca, còn đâu là 2 hectare đất sình bác chủ nhà đang cấy hoa màu nhá. Cái mảnh đất này thực tế ra ấy, là ngày trước em đã quay rồi đó, ngày trước em đã quay rồi à, ngày trước là em đã quay với cái giá là 2 tỷ 7 nhé các bác, 2 tỷ 7. Nhưng mà bữa nay chủ nhà cũng đang rất cần tiền đó, đang rất cần tiền, với lại bữa nay cũng dịch á, mà đến hạn ngân hàng, như nên bác chủ nhà cũng đang rất cần tiền để trả tiền ngân hàng, như nên là bác chủ nhà sẽ bán với cái giá là sát luôn ạ để trả tiền ngân hàng nha các bác. Để bác nào mà có nhu cầu thì tham khảo thử xem rồi giúp cho chủ nhà với nhé. Bây giờ thì chủ nhà đang bán với cái giá là 2 tỷ tư nha các bác, 2 tỷ tư có bớt chút lộc thôi nha các bác, đó có bớt chút lộc. Thì bác chủ nhà cũng có cái ước nguyện là bây giờ chỉ bán để trả tiền ngân hàng thôi, đấy với trang trải trong gia đình thôi nha các bác. Đấy, chứ ngày trước là đúng ra là cái giá của bác chủ nhà đưa ra là 2 tỷ 7 là cũng chỉ bớt một chút ít thôi. Nhưng mà vì đợt vừa rồi dịch quá cho nên là cũng không có bán được, không có lo được công việc, cho nên là bác chủ nhà bây giờ quyết định bán với cái giá là sát giá để trả tiền ngân hàng nhé. Bác nào mà quan tâm tới cái mảnh đất này thì cứ alo cho em theo số điện thoại em để ở góc màn hình nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm thì đến cái bìa đỏ photo thì alo cho em sẽ gửi cho các bác để các bác cùng tham khảo. Đấy, cái mảnh đất này thì cách trung tâm chợ và trường học cái nằm tầm 3,5 đến 4 cây số đổ lại nha các bác. Đấy, còn đằng sau lưng em này là đường bê tông rồi. Tới cái mảnh đất của mình thì nó nằm tầm chưa đến 10 mét đâu các bác ạ. Đó, cách mảnh đất của mình thì chưa đến 10 mét nhưng mà đường này là đường cấp phối rải đá hết rồi nha các bác. Đấy. Thì bây giờ em sẽ di chuyển lại cái mảnh đất để quay cho các bác cùng tham khảo nhé. Theo cái tay em chỉ đây là con đường này á, là đi ra ngoài trung tâm chợ và trường học thì nó nằm cấp 1, cấp 2, cấp 3 và chợ ngoài đó thì nằm tầm 3,5 số đến 4 cây đổ về nhé các bác, 3,5 số đến 4 cây đổ về. Còn cái mảnh đất của mình á, là theo cái bờ lưới này đó, theo bờ lưới này đi vào trong một chút xíu nhé, vì cái mặt trên là của người ta này, mất một ít này đó. Đây, từ cái mặt này đi vào trong tới cái hàng mít kia đã chạy thẳng xuống. Nói chung là mảnh đất này thì nó vuông, còn đây tiêu của mình nha các bác. Đấy, đây. Thì, đây các bác, của mình là tới cái đường cua kia theo lưới rào B40 đó là cua xuống là chạy thẳng xuống dưới sình luôn. Đó, chạy thẳng dưới sình luôn. Trên đất của mình là có căn nhà như này nha các bác. Đó, có căn nhà quay hướng đông nam như này. Hôm trước thì em cũng quay rồi, đã chắc các bác cũng tham khảo với cái video cũ. Còn tiêu thì bây giờ là đã vô trái rồi nha các bác. Hôm nọ em quay thì đang ra hoa thôi. Bữa nay là vô trái hết như này rồi nè. Vào rừng ngửa tiếp. Ao của mình ở dưới đó và đất của mình sình ở dưới đó nhé. Quật lên họ đang cấy hoa màu, chủ nhà đang bán khoai cho nên người ta đang bới khoai ở dưới nhé các bác. Hạt tiêu của mình đây. Con đường này là con đường giữa rẫy nhé các bác, con đường giữa rẫy này. Đấy, tiêu thì giờ nó đang vô đóng trái như này rồi đây này. Nói chung là bác chủ nhà là cũng bỏ phân rồi, chăm bón cũng nhiều công lắm mà bây giờ phải bán với cái giá như vậy. Thì cũng mong muốn là bác nào mà có cái điều kiện để có cái khả năng để mua được với cái giá như vậy để giúp cho bác chủ nhà có thể lo được công việc và chuyển đổi nhé. Đấy, cái đám đất của mình là sang tận bên này theo cái hàng dừa đó. Đó, cái hàng dừa đã chạy ra ngoài đó, bao vòng, nói chung là vuông luôn, bao vòng qua bên này đó, bao vòng qua bên này và vuông lên nhé các bác. Đấy, người ta đang còn bới khoai đằng ngoài xa đấy, đó cái đất của mình là ngoài đó đó. Đấy, bác chủ nhà đang bán khoai, người ta đang đào ngoài đó nhé các bác. Đó, đang thu hoạch.
của mình là 1 lít, 2 lít và 1 lít bên này là 3 lít nha các bác. Của mình là 1, 2, 3, 3 cái ao. Đấy, 3 cái ao, 3, 4 cái ao to nhé các bác. Đấy. Nói chung là thả cá làm vườn khu nghỉ dưỡng khá là tuyệt vời nhé các bác. Cho bác nào mà có cái nhu cầu để làm cái vườn nghỉ dưỡng của mình nhé. Đấy, bác chủ nhà thì cái kinh tế điều kiện cũng không có, cho nên là bác chủ nhà không có làm được quy mô bài bản. Chỉ có quật líp lên và cấy được mấy cây dừa như vậy thôi, rồi giờ cấy hoa màu nhé các bác. Nếu bác nào quan tâm đến mảnh đất này thì cứ alo cho em nhé. Đấy, giảm giá là 300 triệu luôn đấy các bác ạ. Nói chung là như bây giờ người ta đi mua rẫy thì người ta cũng chỉ có bớt có là 50 đến 100 là cùng thôi. Nhưng mà bây giờ bác chủ nhà rất chi là cần tiền rồi. Đó, nói chung là bác bán với cái giá là sát luôn để bác lo công việc. Nói chung là những cái công việc cần thiết nhất. Nói chung là cũng không có dư nữa. Đó, không có dư nhiều nữa. Thế nên là bác nào quan tâm thì cứ alo cho em nhé. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.